Uầy, mình mới lần mò được một cái con game Maple Story lấm lùn cực hấp dẫn nha anh em. Game này nó chuẩn với cái phiên bản PC xưa. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá con game này. Con game này hiện tại nó có bản tiếng Việt 100% anh em nhé. Có tiếng Việt, có nhiều ngôn ngữ khác, có cả tiếng Anh nữa. Nên là rất là đa dạng những cái người chơi ở những cái khu vực khác nhau. Đấy, con game này có rất nhiều các class nhân vật, tùy anh em yêu thích và lựa chọn. Đây, những anh em nào đam mê nấm lùn phiêu lưu ký, những anh em nào đam mê Maple Story thì đây sẽ là một cái con game cực kỳ phù hợp với anh em luôn đấy. Khám phá ra. Ở đây có nhân vật mới thì mình sẽ lựa chọn nha anh em. Rồi, chúng ta có thể là điều chỉnh màu tóc này, màu vàng để cho nó ngầu này, trang phục. Ôi được quá nhỉ. Màu da anh em cũng có thể lựa chọn được này. Giới tính nam và nữ. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn nữ anh em nha. Nhớ là cái đoạn đầu của game khi mà chúng ta bắt đầu tạo nhân vật ấy, thì nó sẽ bắt anh em xác minh xem anh em có phải là người chơi hay không, hay là máy. Bằng cách là anh em sẽ để ý đến đúng một cái nhân vật mà nó đưa ở đầu ấy, sau đó thì nó sẽ thay đổi cái vị trí. Và anh em sẽ lựa chọn cái vị trí đúng của cái nhân vật đầu đó trong 4 lần. Nó thay đổi vị trí 4 lần anh em nha. Cứ đúng là nó sẽ cho anh em vào chơi thôi. Cái này thì nó sẽ là một cái phần bảo mật rất là tuyệt vời và an toàn cho chúng ta, để mà tránh những cái máy vào chơi game, những con bot vào chơi game để nó ảnh hưởng đến cái server của chúng ta. Ở đây thì mình đã có một cái nick rồi. Mình sẽ tạo cái nick mới với người chơi mới anh em nha. Còn cái nick cũ của mình thì tí mình sẽ review cho anh em sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá anh em nhé. Maple Story lấm lùn phiêu lưu ký. Game này thì thuộc cái thể loại đó là 2D. Các cái chiêu thức của nhân vật, mọi thứ thì đều rất rất PC xưa anh em ạ. Đây là con game duy nhất và độc quyền ở thị trường Việt Nam của chúng ta đấy. Toàn bộ đều là tiếng Việt cả. Nó có tiếng Anh mới là ngại thôi, chứ còn tiếng Việt thì chiến mạnh luôn anh em. Mình sẽ để cái link tải ở dưới phần mô tả, phần comment của video và cả thêm cái fanpage của con game này nữa. Đấy, nhạc cũng nghe cũng rất là sướng anh em nhé. Chúng ta đã có phần quà mới rồi anh em. Cái dòng dòng nấm lùn phiêu lưu ký này, cái dòng Maple Story này có cái bộ chiêu rất là sướng. Đặc biệt này, cái hiệu ứng làm nên cái đồ họa chất lượng của con game này, đó là cái hiệu ứng khi mà gây sát thương cho quái anh em nhé. Nhìn nó rất Maple Story luôn. Cái dòng game này nhìn vậy thôi mà cái lượng người chơi ở Việt Nam của chúng ta cũng rất là đông đảo. Nó vẫn là một cái gì đó, nó vẫn là một cái dòng game kiểu tuổi thơ của chúng ta luôn đấy. Game nó rất mượt và có cái cộng đồng rất là đông đảo. Đấy, cưỡi con lượn nhìn rất là cute luôn anh em ạ. Ping viếc mọi thứ đều rất là hoàn hảo em nhé. Em có thể là vào phần cài đặt và chỉnh mọi thứ liên quan đến phần đồ họa của con game. Và đây nó có phần đồ họa đây. Đấy, chỉnh FPS 60 mọi thứ đều rất là ok. Anh em vào game nếu mà nó hiện tiếng Anh thì anh em có thể là vào phần tài khoản ở cuối cùng, sau đó thì đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt cho mình nhé. Ngoài ra thì mình cũng sẽ gửi đến cho anh em bộ gift code dùng chung của con game này với cái phần quà rất là giá trị. Đúng là ấn tượng của Maple Story, đúng là cái hiệu ứng gây sát thương anh em ạ. Tạm thời chúng ta sẽ cùng khám phá những cái nhiệm vụ cơ bản của con game này đã. Nói hoay một lúc thì mình đã lên được cái cấp 45 mà mở được 4 cái kỹ năng. Ở đây là chuẩn là 5 kỹ năng mới rồi. Ở đây nó còn thêm một cái tab kỹ năng thứ 5 cái kỹ năng nữa. Vậy là chúng ta có tổng là 10 kỹ năng anh em nha. Đấy, cái hiệu ứng chiêu thức của con game đẹp lắm anh em ạ. Đó. Các nhân vật nhìn nhỏ nhỏ cute vậy thôi, nhưng mà bộ chiêu xả ra phê loài mắt anh em ạ. Về phần ép cái level cho kỹ năng thì anh em sẽ có nhiều cách. Chúng ta có thể là lựa chọn auto để mà nó tự động nó ép cái level lên cho kỹ năng. Hoặc là anh em có thể là tự tay up cái level của kỹ năng nó lên anh em nhé. Đây còn rất nhiều kỹ năng này. Level có những cái kỹ năng buff, có những kỹ năng bị động, rồi là có những cái kỹ năng kích hoạt anh em nhé. Anh em có thể là lựa chọn những cái kỹ năng cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của anh em. Cái kỹ năng bị động này thì nó sẽ tự động nó up cho cái nhân vật của chúng ta. Kỹ năng buff này khi mà anh em xả ra thì nó sẽ buff vào cho nhân vật. Còn kỹ năng kích hoạt này thì chúng ta sẽ xả trực tiếp ở cái trận đấu của chúng ta anh em nhé. Khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta có thể là sử dụng những cái viên đá để mà di chuyển ngay lập tức đến cái chỗ mà anh em làm nhiệm vụ cho đỡ mất thời gian. Tính năng rất là hay, nhàn rỗi cho anh em. Rồi, ở rất là đầu thì chúng ta tập trung vào làm những cái nhiệm vụ chính của game.
để mà chúng ta có thể là up được các level. Ngoài ra thì cũng tìm hiểu về game luôn anh em nhé. À bây giờ thì mình sẽ vào đi nhập gift code luôn anh em nhé. Code thì chúng ta sẽ nhập ở trên web chứ không nhập ở trên game anh em ạ. Ở trên web thì anh em có thể truy cập trực tiếp vào cái link dưới phần mô tả và phần comment của video, thì mình sẽ để cho anh em cái link truy cập vào cái phần nhập gift code. Còn anh em có thể là nhập vào cái website ở trên đây cho mình nha. Đấy, website của nó đây. Và ở đây thì code anh em sẽ nhập vào cái phần mục gift code này nha. Nó sẽ có 4 mục thông tin, rồi là nạp nick, đổi mật khẩu các thứ, rồi là gift code. Thì anh em sẽ vào phần gift code để mà nhập code cho mình. Đấy, cái code chung của chúng ta sẽ là nấm lùn xưa, viết liền không dấu và viết in hoa hết. Sau đó thì anh em nhập cái mã vào. Đấy, để mà chúng ta có thể nhận quà. Ở đây thì mình hiện tại đã nhập cái code ở cái link của mình rồi. Nên là nó cái code này nó chỉ cho một nhân vật chỉ sử dụng được tối đa một lần thôi. Đấy, nên là anh em có thể những cái người mới chơi nó có thể nhập cái code này vào để nhận quà cho mình em nhá. Và đây là cái link chính của mình đang cày code, hiện tại đang là cấp 102. Nó mở toàn bộ những cái tính năng có ở con game này rồi. Tối đa của nó thì sẽ là 150 cấp để mà mở được cái trang chủ. Và cái cấp 120 để mà mở cái chợ Meso. Ngoài ra thì thêm một cái cấp nữa là cấp 141 để mở cái siêu thăng em nhé. Còn lại mọi thứ để đều đã ok hết. Bây giờ thì mình sẽ nói chung là cái con game này cái hiệu ứng chiêu của nó đẹp, nó sướng anh em ạ. Đấy, đẹp lắm cái chiêu thức làm nên tên tuổi của Maple Story. Nó là cái ở cái chiêu thức rất là hoành tráng. Ngoài ra thì cái hiệu ứng của nó cũng khá là màu mè nữa, rất chuẩn Maple Story. Về phần trang bị của cái con ác của mình thì ở đây mình sẽ cho anh em xem các cái chỉ số này. Đây các cái chỉ số của nhân vật của mình nha. Về bộ kỹ năng hiện tại thì cấp 100. Đây là bộ kỹ năng của cái nhân vật của mình. Đây kỹ năng chính đây. Thêm vào đó nữa là cái phần hồ sơ. Ở đây thì nó sẽ liệt kê ra những cái trang bị cho anh em. Đấy, những cái trang bị, những cái vật phẩm cho anh em nha. Thông tin phong cách này, thông tin về thú cưng và thông tin về đá quý anh em ạ. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có những cái nhiệm vụ ngày. Đây là những cái phần không thể thiếu được để mà anh em cày cuốc hàng ngày, kiếm XP, kiếm vật phẩm để nâng cấp được nha. Thành tích này. Rồi, nhận toàn bộ cái thành tích cho mình đã. Nó sẽ có những cái nhiệm vụ hàng ngày, những cái nhiệm vụ hàng tuần. Ngoài ra thì có thêm cái phần săn quái hàng ngày để mà nhận những cái XP của nó nữa. Về phần thành tích và 170 cấp thì sẽ nhận được cái nhiệm vụ cuối cùng ở phía dưới. Các cái sự kiện của tựa game này cũng rất là đa dạng và phong phú em nha. Những cái sự kiện cho người mới chơi, hỗ trợ phát triển cho tất cả, rất là nhiều những cái sự kiện cho anh em tham gia. Ngoài ra thì một cái tính năng rất là quen thuộc và xịn sò của con game này, đó là cái tính năng hầm ngục. Đây, những cái hoạt động của nó rất nhiều. Nó cần cái cấp ở đây tối đa là cấp 200 thì sẽ mở toàn bộ những cái hoạt động của tựa game. Vùng sức mạnh sao, mini, hội vui, rồi là thám hiểm, khám phá những cái câu chuyện và nấu ăn ở đây nữa anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ đi cày cuốc kiếm những cái trang bị anh em ạ. Với những cái cấp càng cao thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận được những cái vật phẩm nó cao cấp và xịn sò rồi. Tuy thế thì hiện tại nó mới mở cấp 100 thôi anh em nhé. Mình thì bây giờ mới đang chưa đạt cái cấp 120 để mà mở cái động địa cao cấp tiếp theo. Bên cạnh đây thì nó sẽ là cái hang hàng ngày nữa này. Hang hàng ngày nữa, ở đây anh em có thể là tham gia với 4 cái mốc. Đó là khó, rất khó, địa ngục và hỗn loạn em nhé. Tầng càng cao thì quà càng nhiều. Và còn rất nhiều những cái hoạt động khác nữa anh em có thể là tham gia. Bang hội thì đây cũng sẽ là một cái tính năng rất là điển hình của Maple Story mà anh em không thể nào bỏ lỡ được. Nó sẽ có thêm những cái phần quà trong cái phần thư anh em nhớ vào nhận cho mình nha. Đó là những cái phần quà tham gia của người chơi mới. Anh em nhận cho mình. Mấy cái vật phẩm ở đây thì mình vừa lại gỡ nó ra mất rồi. Ép nó lại phát lại anh em ơi. Hết rồi này. Đây, thêm vào đây nữa. Rồi, còn thiếu thì tính sau em nha. Đây là cái kho diện mạo của mình. Anh em có thể thay đổi cho nhân vật. Đấy, anh em thích cái thể loại nào thì anh em thay đổi cho nhân vật thôi. Đây là cánh này. Mình sẽ ép những cái gì đó cu cu te te vào đây một tí. Đấy, trang bị này. Đàn đàn chim cánh cụt thì rất là cu te luôn. Tay ở đây thì mình sẽ dùng gang hồng đi anh em, cho nó đồng bộ. Còn đầu ở đây thì chúng ta có thể là lựa chọn cái lơ đỏ đi anh em nha. Đấy, quần. Ở đây thì anh em đang chơi cái bộ bộ chim cánh cụt rồi. Đầu của nó đây. Đấy,
mắc cute luôn. Cho nó đồng bộ màu này, tay xanh đi. Đấy, đây chính là bộ cánh cụt của chúng ta. Anh em thích thì anh em sẽ thay thế vào thôi. Đấy thì thời lượng của video này cũng đã khá là dài rồi. Link tải con game này dưới phần mô tả của video, code và web nhập code cũng ở hết dưới phần mô tả của video. Anh em có thể là truy cập thêm vào cái fanpage và group của con game này để update thông tin về game. Đấy, để có những cái nhìn tổng quan nhất về game thì tốt hơn là anh em cứ nên vào cái fanpage của con game này, theo dõi cái fanpage, nó sẽ có thêm những cái sự kiện để mà anh em có thể nhận quà của tựa game nữa anh em nhé. Nên là tham gia ngay cho mình thôi. Nhớ là con game này có tên đầy đủ đó là Nấm Lùn Xưa Mobile anh em nhé. Một cái tên rất là hoài niệm cho chúng ta. Những anh em nào yêu thích Maple Story, những anh em nào yêu thích Nấm Lùn Phiêu Lưu Ký thì đây sẽ là một con game phù hợp để mình có thể là trải nghiệm và sau những cái thời gian làm việc mệt mỏi để mà giải stress cho mình nhé.